học như nít người không biết nói chung như hôm trước cô không giao bài tập nhỉ, đúng không? Trước cô bảo cô ra bài tập mà cô mãi không ra. Do đến lúc có giao, đến lúc định giao thì lúc đấy thấy thôi nó cũng muộn rồi, không không kịp làm nên thôi. Mình thề luôn, đợi bài tập từ hôm nay hôm qua nữa cả trưa, ui rồi đợi gần chết, Làm bài tập thế là mãi không giao, bực cả mình luôn. gì đây? Cô sợ là bài này liệu rơi vào bài đọc không nhỉ? Cái phần này nói chung là mình cũng làm hết rồi đấy, cũng chẳng còn gì đâu, bây giờ chỉ còn là làm đề thôi. Bây giờ đi tìm mấy cái đề, chờ tí nhá. Có mấy cái đề sao nhỉ, lỗi kỹ thuật tí, chờ tí nhá. Chờ cô tí, có mấy cái đề. Để cô đi lấy cái đề thi học kỳ 2 cái đã. Mạng chậm quá. Nhanh đấy làm gì? Của cô chậm. Đây. Đây, bây giờ bạn sẽ làm bài này. Được chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nói chung là làm hết từ câu 1 đến câu 10 trước. Nó có thể là có cả phần ôn tập. Được chưa? Vâng. Chờ tí, có cần cho to lên không? Không. Ừ. Thế được rồi. Bạn thế làm đi. Hãy subscribe.
Câu số 3 nhá. Everyone là mọi người, nhưng mình không biết là nam hay nữ, được chưa? Hiểu chưa? Không biết là nam hay nữ thì dùng cho cô là they nhá. Thôi chết rồi, câu 4 chưa học hay sao ấy. Câu 4 này. Trong khu vực này có 20% dân số sống trong sự nghèo đói. Từ nào là sự nghèo đói nhỉ? Có phải từ crop không? Crop là vụ mùa đúng không? Poverty. Đúng rồi, poverty là sự nghèo đói nhá, nhớ chưa? Thôi chết rồi, đây là đề cuối kỳ nên đâm ra là có một số câu vẫn chưa học đến. Câu nào chưa học đến thôi bỏ nhá. Câu 5 bỏ này. Câu 7 làm được đấy. Làm 6, 7. Toàn từ khó đúng rồi. Tất nhiên là khó rồi. Nhưng mà câu 6 học rồi nhá. Nhớ cho cô là phần despite although, cô nghĩ là đến kể cả đi thi cuối kỳ nó vẫn vẫn sẽ khó đấy. Nó sẽ thỉnh thoảng nó phải đưa những cái cũ dích vào. Rồi đúng không? The use of from will be. Ở đây bạn cái câu 1 này không dùng will be increasing đâu nhá, bởi vì là ở đây bạn có thấy một cái thời điểm cụ thể không? Con có thấy thời điểm cụ thể, ví dụ như là vào năm sau hay là vào ngày này tuần sau hay là... Nó không có thời điểm cụ thể nên mình không dùng cái này nhá. Vâng. Ở đây bạn có thể sử dụng C will be increased, sẽ được tăng lên nhá. Sẽ được tăng lên. Còn này, belong nghĩa là thuộc về nhớ nhá. Thuộc về Peter. Thế thì cái đó phải là của anh ấy, của anh ấy phải là từ nào? His. Tiếp này, cái này là sự nghèo đói này. Although, đúng rồi, đây là chủ ngữ cộng với động từ này. Pumpkin lanterns là những cái đèn đèn lồng đúng chưa? Đèn lồng gì đấy? Pumpkin là cái gì? Pumpkin là cái... Halloween, cái pumpkin là cái gì đấy? Không, con biết đấy rồi nhưng... À, bí đỏ. Ờ, à, đúng rồi. Bây giờ làm cho cô này câu 8 này.
Câu 11 này. Tiếp này câu 12 này. Và làm bài này được chưa? Làm 13, 14 nữa. Những câu cô Khanh làm nhá. Chết của cô ơi, con lại quên ga giờ là gì rồi. Là đoàn gì đấy? Đoàn kết à? Đoàn tụ, đoàn viên, được chưa? Câu 12 cô dạy rồi nhá. A friend of. Sau đấy là đại từ quan à, đại từ sở hữu. Cái từ nào gọi là đại từ sở hữu trong này đấy? Kiểu của tôi, của bạn, của chúng ta, nhưng lại là đại từ cơ. Mai Đáp án B hay D? đây ạ. D nhá. Nhớ nhá, nhớ cái of. Sau of nhá, mà người ta chọn là chúng con cứ gặp cho cô những câu này được chưa? Dạng câu mà ví dụ friend hay gì đó sau đó người ta cho I, my, me, my thì con cứ my cho cô là được, hiểu chưa? Cứ làm theo kiểu nhớ như thế là được. Tiếp 13, 14 làm đi. Khoanh đi, tự khoanh đi. Chơi lại đọc SS thì khó vãi. S với cả ED thực ra là cũng là ná nhau.
nó cũng là đá như Con D đọc khổ vãi. Đây chữa nhá. B. Vâng. Con ơi, cái câu số 8 nhá. Hôm trước cô dạy cái từ bắp, cái trong cái từ like bắp ý là cái gì? Cô Cái giờ gì? vở nhung. Cái là cái gì? Bình. Có cái bình nhìn có cái gì đây, cái gì đang chiếu chiếu này, đây là cái gì, Đèn. cái đèn, được chưa, bóng đèn. Thế cái bóng đèn thì tại sao mà thì nó phải như nào, nó phải như nào, cái bóng đèn nó có tự dưng nó nhảy lên vào bàn học của con xong rồi nó tự lắp đặt không, Không ạ. thì nó phải đáp án nào? Will be in book. Will be put. Sao lại will be in sau, sau will làm gì có verb in, sau will phải động từ thường chứ, Nó đã có thời gian được không? thời gian nào, cái đoạn này chứ, will be put này là cụm bị động chứ không phải là cái phần tương lai tiếp diễn đâu, tương lai tiếp diễn Nào. là will be verb in cơ mà, được chưa, put nhá thì không có put tịch đâu nhá, put ý, cả ba gì đây, cả ba cột đều là put put put, nhớ chưa, viết giống y hệt nhau, Vâng. nghĩa là một số những cái bóng đèn tiết kiệm năng lượng ấy sẽ được đặt trong phòng ăn, bạn hiểu chưa, chứ không phải tự nhiên Vâng. bóng đèn nó nhảy ra đâu, nó phải bị động nhá, nhớ kỹ cho cô những cái câu nào nhá, mà là gì đây, chủ ngữ mà là vật ít thì thường sẽ là câu bị động, nhớ chưa, Vâng. tiếp câu 11 này thì sẽ là vào lễ tạ ơn thì gia đình bạn bè sẽ gather, sẽ gì nhỉ, đoàn tụ lại để ăn tiệc, được chưa, ăn cỗ quan trực, đúng rồi này, câu này nha, cô đã bảo là nó cũng na ná như là mẫu câu ED thôi, đáp án gì, pollute, đây là chữ S, còn ba này là chữ chữ Z, được chưa, Vâng. tiếp là Nochukoko câu 15. Sau đó làm luôn. Đây nhá, bài chơi động từ phải để ý kỹ xem nó là thì gì này, chủ động hay bị động, nhớ chưa? Đây. Vâng. Đây làm bài này đi. Câu 15 và câu 12. Con ơi người ta nào nhìn at this time at that time next month nghĩa là gì, next month là như nào, Tương lai. tương lai mà là at that time là một thời điểm như nào, phải là thì gì, với cả we cơ mà, sao lại we lại
e-tested là như nào, m lại quy là y là như nào? Sao làm sai bét thế này? Đang cái bài ở gì ở ở thì ở cái phần ở unit 10 đang học cái gì đấy, mình đang học cái gì đấy đây, một sự việc gì sẽ đang diễn ra ở tương lai cơ mà, một sự việc sẽ đang diễn ra ở một thời điểm xác định trong tương lai. Rồi đúng rồi. Nào tiếp, in the future này, fossil fuels là cái gì? Hôm trước dạy rồi. Mở vở ra xem lại. Nó là những cái gì đấy? Vừa mới mở nó thấy luôn đấy. Nhiên liệu hóa thạch. Rồi, thế nhiên liệu hóa thạch thì đây là câu chủ động hay bị động? Bị động được chưa? Và đây là thì gì đây? Tương lai. Rồi đấy, làm đi. Xem là bị động ở tương lai thì làm như nào? Nghĩa là trong tương lai thì những cái nhiên liệu hóa thạch sẽ không được đốt. Được chưa? Sẽ không được đốt để tạo ra năng lượng. Sẽ không được đốt nhá. Cũng rất là phi lý. Ý là trong tương lai chúng ta sẽ dùng toàn những cái gì? Nguồn năng lượng sạch, chứ không tạo ra khói bụi ô nhiễm. Trước tiền. Ôi. Will be not burn, nhưng mà chữ burn này phải là có chữ e đây cơ mà. Quên mất không ghi. Ghi lại xem nào, tự ghi lại đi. No. Thêm thôi, ghi thêm vào. Ok ok. Con đủ ghi nữa rồi. Khước. Ghi đi. Ghi em chữ ED là cuối. Cô bảo đấy nhá, nếu như mà nói chung là dạy ở cái phần này kỹ lắm thôi đấy nhá, làm cho nó cẩn thận vào. Đợi xíu nữa con nhá, có được được khá nữa quá. Giờ bạn sẽ làm những câu cô khoanh này. Được chưa? Đâu. Chỉ những câu cô khoanh thì bạn làm thôi. Ôi câu một dễ. Câu một cẩn thận, một rất cẩn thận vào cho cô đấy. Cấm làm sai. Câu một một mắt thôi. Để làm những câu mà cô khoanh vào thì làm đi. Xét. Làm cẩn thận vào đấy. Cấm sai đấy. Im. Lúc đi thi cũng toàn nó cứ kiểu như đi lại như thế, nó thay thay tí tí thôi. Daniel. Pollution.
Có bao người được bật điều hòa? Mẹ cho chưa? Cười tí em cũng bật. Không chỉ. Không chỉ. Bấm chữ không chỉ ra. In the thinker. Đấy, renewable source bây giờ phải tự nhớ xem là hôm trước cô dạy những là nguồn năng lượng có thể tái tạo là cái gì nhá. Câu 2 ấy. Ủa dễ, con nhìn phát câu già luôn. Teleporter là gì hả cô? Đã bảo là chỉ làm những câu cô dạy, những câu cô khoanh thôi cơ mà. Không, nhưng con nhìn thấy con hỏi. Cô. Cô đang phải xem lại đây, cô đang quên cái từ đấy đấy. Con chỉ biết teleport là dịch chuyển thôi. Con không biết Nghĩa cái từ là teleport. cái cổng dịch chuyển. Cổng dịch chuyển, ok. Maybe. Ở đấy là toàn những cái từ mới theo kiểu các cái Tương lai ấy. các cái tương lai ấy. Cô nghĩ teleporter là cái cổng dịch chuyển đấy, như kiểu chắc là cái như kiểu cái cửa của Doraemon. Cô hơi bị sáng. Dangerous. À đâu? Nhầm. Ui, sao mai nó lại phải đi học? Tuần này em kính lịch luôn quá. Đi học lịch kim biết đó. Kín hết. Sáng trưa chiều tối. À đâu không trưa. Đêm tối. Sáng trưa. À đâu sáng chiều tối. Kín hết. Không còn buổi nào. Ok, con dê xong rồi. Mẹ ơi. Wanted đúng rồi này. Ahead. Ôi, tại sao cô hai dạy đi dạy lại giờ vẫn sai nhỉ? Ahead, instead, bread kia giờ là sit, bell cơ mà. Sai. Làm đi làm lại câu này rồi. Sit, bell nhá. Cái này này, different, dangerous, plentiful, phải là pollution. Nhớ cho cô những cái từ đuôi nhá. Thì trọng âm rơi vào ngay trước. Đây này, rơi vào âm trước shin, nhớ chưa? Pollution ý. Thì rơi vào âm lu, được chưa? Vâng. Pollution. Tiếp này. Will be used, đúng rồi, sẽ được sử dụng này. Đúng rồi, wind, năng lượng gió là có thể tái tạo này. It's ours, à đúng rồi, đấy. Nói chung là cứ dùng đại từ quan hệ cho cô nhá. À nhầm, đại từ sở Quan hệ. hữu. Nuclear phải là gì? Bất ít bất nghĩa là ở đây này nó rất là gì nhỉ? Nó có thể cho năng lượng cho toàn thế giới đúng không?
Tuy nhiên thì nó phải là một cái thứ gì đó nó không được tốt lắm, phải là ví dụ như nó sẽ nguy hiểm nếu như nó bị nổ hay nó rò rỉ, nó rất nguy hiểm, được chưa? Còn vừa mới quanh đang rớt xong. Ôi dồi ôi, cay thế nhỉ. Cay vãi. Xong chưa? Nhớ nhá. Nuclear, nhớ cho cô nuclear thì tuy là nó rất là nhưng mà nó sẽ nguy hiểm, nhớ chưa? Cái mà hạt nhân Cái ý. xăng dầu kia chẳng nguy hiểm đúng không? Hả, cái gì cơ? Cái xăng dầu kia chẳng nguy hiểm Nó nguy hiểm nhưng mà nó không, nó có nguy hiểm nhưng mà nguy hiểm không thể nào bằng được cái nuclear, cái hạt nhân mà nó nổ thì con thấy nó kinh khủng khiếp. rồi. Hạt nhân nổ cho nó xíu, cho nó những phóng xạ. Đây. Nào, bây giờ làm bài này đi. Nào, bây giờ làm bài này cần áp dụng đúng những gì vừa học nhá. Học ở unit 10 ấy, được chưa? Vâng. Ôi cô, không một thì gì nữa nhỉ? Đây, một thời điểm cụ thể trong tương lai nhá. Đến năm 2020, hiểu chưa? Thế thì Việt Nam mình có thể dùng thì tương lai tiếp diễn. Surbanding. Surbanding. Đủ. Nào, muốn làm được câu đấy nhìn cái câu trả lời này. Ta dùng thì gì đấy? Câu trả lời dùng gì gì đấy? Đấy lại sửa lại đi.
Nick Mon à. Nick Mon. Will. Bờ ui. Ơ cô, Nick Man có phải thời điểm cụ thể không cô nhỉ? Câu nào? Câu 4 này, Nick Man ấy có phải thời điểm cụ thể không? Next month thì cũng không chơi cụ thể lắm đâu. Ok. Ok Ui. Son già xin dè cô ơi, xong rồi Ừ, rồi. Nào bây giờ làm bài này mới gọi là mệt mỏi đây này. True false, làm cho cô bài này. Cẩn thận cả bài này đi thi đấy. ui ngon bài thu phù mà làm được còn cứ cho chu hết của phone hết đống kìa. Non profit, reliable, mình khó hiểu thế. Cấm làm bừa đấy, lại làm bừa. Khó quá. Tôi chết thì tôi sai một câu từ in giữa. Ôi. Non-renewable are being used up. Ừ. Mình xem nào. Many Many poor people in developing do not have. Để mình xem nhá. con sẽ cho mua đã. Rồi này, câu 3. Ủa, câu 3 này, bioga là một cái nguồn năng lượng có sẵn dành cho người nghèo thì đúng hay sai? Sai.
Bioga mà lại còn mà dành cho người nghèo. Thế người con có thấy người giàu bao giờ dùng bioga không? Có biết bioga là như nào không? Biết cái mấy phân bò phân trâu Thì đúng rồi, đấy còn vì sao lại còn sai gì ở đây? Tiếp này, bioga thì smoke free nghĩa là không khói nhá. Thế thì phải câu này phải là false chứ. Nó bảo là đây là tạo ra rất nhiều khói, trong khi ở đây nó bảo là gì? Không gây ra cái khói ô nhiễm. Được chưa? Làm được đúng có hai câu thôi. thời gian được 3 câu đấy. Về nhà nhé, cô cho bài này này. Đây sẽ là bài chuyển từ chủ động sang bị động nhá. Vâng. Mà lại còn toàn là thì tương lai đấy, được chưa? Sướng chưa? Sướng, nhưng mà sẽ xoáy. Nào làm cẩn thận về nhà nhé. Ok, thank you, bye bye. Ô, gửi luôn nhá. Đấy, gửi luôn, gửi luôn.